Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày con út của tôi vừa tròn đầy tháng. Bố mẹ tôi, đã chuẩn bị sẵn những cái đồ để cúng đầy tháng cho cháu. Và vợ chồng tôi vừa mới đưa cháu về đây. Thì bà đã chuẩn bị sẵn những cái đồ cúng cho cháu. Mẹ tôi là một thầy cúng đã làm cái việc này trên 30 năm. Và đây là những việc mà mẹ tôi hay đi cúng cho bách gia trăm họ. Và hôm nay thì bà có cúng và tắm xài cho cháu. Thưa các bạn, một tháng đã trôi qua. Một tháng với rất nhiều những cái thăng trầm. Một tháng có rất nhiều những cái áp lực với vợ chồng tôi. Nhưng hôm nay cũng rất vui mừng thông báo với các bạn là cháu đã được đầy tháng. Và gọi là qua cái cữ để vợ tôi bớt đi cái áp lực, để tôi yên tâm hơn về hậu phương, để yên tâm và giúp bách gia trong họ và đất nước. Hôm nay bà đang tắm xài cho cháu. Đây là một cái thủ tục mà các đời trước để lại. Và mẹ tôi thì làm cái nghề cúng, thầy cúng, cho nên là những cái việc này là mẹ tôi làm rất là nhiều lần, nhiều nơi. Và hôm nay bà đã chuẩn bị rất là đầy đủ để tôi đưa cháu về cho bà. Cháu vẫn đang ngủ rất đấy, là ngủ đấy, ngủ đấy này. Thế mẹ chỉ rửa thế thôi đi. Rửa nên phải tắm lên nha. Tắm thêm á? Thôi, rửa thôi. Rửa đây này. Nước này là mẹ lấy ở đâu? Nước lấy nước bát sông, không có bát sông thì nước ở đây, nhưng mà bể lấy gai đây. Nước này là nước đã lấy ở ngã ba sông và có sử dụng bảy loại gai trong cái dân gian mà mọi người hay dùng để tắm xài cho các em bé. Đây là bàn thờ gia tiên của tôi. Mẹ tôi làm nghề về vấn đề tâm linh. Thì mẹ tôi chỉ là một thầy cúng và thầy cũng là thầy bói, nhưng là ăn lộc gia tiên và ăn lộc thánh. Đây là nhà tôi, mẹ tôi thì không lập điện. Đây chỉ là một bàn thờ gia tiên cũng như là thờ Phật ở bên phải. Còn đây là cúng gia tiên rồi khao các cái gì đó thì tôi không phải là bên cúng bái, cho nên cái này là mẹ tôi sắp lễ như nào tôi chỉ biết thế thôi. Ngủ tít thôi. Thưa các bạn, khi nhìn lớp trẻ lớn lên cũng là lúc chúng ta thêm những cái tuổi già. Tôi không đang nói từ tuổi già mà là thêm tuổi. Trọng trách của chúng ta, trọng trách của vợ chồng tôi, của thầy trò còn rất dài. Còn một cả một nhiệm kỳ 25 năm sắp tới. Và đây là đội ngũ kế cận để hỗ trợ cho bách gia trăm họ, cũng như là góp sức nhỏ bé của bản thân cũng như là của truyền thống gia đình để thúc đẩy phát triển tâm linh đất nước. Đây là một điều tôi rất lấy làm vinh dự, vinh hạnh và hạnh phúc khi cái đội ngũ kế cận đã có và xuất hiện. Hôm nay mẹ tôi làm ngành đồng này với một cái tâm rất là hứng khởi, tại vì đây có lẽ là cháu cuối cùng của bà. Còn bây giờ xin cảm ơn thay mặt cho cháu, xin chào các cô, các bác, các anh, các chị. Xin gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của mọi người đến cháu và gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.